Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo nhé. Và đợt gần đây sau cái bản cập nhật mới nhất ở bên Fantab về con game Tiểu Yêu Tầm Đạo này thì nhiều anh em có thắc mắc và hỏi mình là Tiểu Yêu Tầm Đạo bây giờ chơi được trên web phải không? Bởi vì nhiều anh em là máy tính nhưng mà cấu hình nó hơi yếu, không thể nào mà cài được mấy cái giả lập, chơi nó bị giật ấy. Thì cũng muốn mình chia sẻ về cái cách này. Thì đúng, anh em cập nhật thông tin chuẩn đấy. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể chơi được Tiểu Yêu Tầm Đạo ở trên web, cụ thể là cái trang Easy Fun nha. Đây, để mình trải nghiệm thử cho anh em nhé. À đấy, anh em lưu ý là nếu như chúng ta không đăng nhập tài khoản ấy thì chỉ chơi được 30 phút free thôi. Còn nếu như đăng nhập tài khoản Google các thứ vào thì lại chơi được lâu hơn. Bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình nhá. Hoặc tùy, anh em có thể ấn đăng ký một tài khoản Easy Fun ở đây. Nhưng mình thì có sẵn tài khoản Google rồi, mình đăng nhập luôn bằng Google cho nhanh. Đây nhá, mình đăng nhập xong rồi này anh em này. Bây giờ vào luôn Tiểu Yêu Tầm Đạo này anh em này. Đấy, mình vừa đăng nhập tài khoản ở đây nhá. Bắt đầu chơi thử tí xem nào. Cập nhật dữ liệu này, ấn cập nhật luôn. Hiện tại cái phiên bản này nó chỉ hỗ trợ trình duyệt web ở trên PC thôi. Nhưng mà trong thời gian tới thì sẽ có ở trên mobile anh em nhé. Nếu như anh em nào mà trước đây PC của mình cấu hình yếu quá không chơi được bằng giả lập thì đây đúng là một cập nhật ngon lành cành đào đấy anh em ơi. Thì để chơi ở trên web như thế này đơn giản lắm. Anh em chỉ việc click vào cái đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ấy, sau đó ấn vào place on browser này, thế là xong. Hôm nay thì mình sẽ lên là tiên thủ 15 thôi, và mình sẽ xả đào và kiếm thêm một số những cái trang bị ngon lành cái nào hơn. Và ở đây là màn hình mà mình đã vừa mới vượt ải xong ngày hôm qua, anh em nào theo dõi video ấy thì mình đang bị kẹt ở cái ải con dở hơi biết bơi này do là bị thiếu sát thương. Ê, mình chợt nghĩ ra cách là ô thế hay là thay bôi con ứng long này đây, đồng hành này đấy, mình thay luôn con ong già và con ứng long, sau đó là vào đây spam ải. Đấy, DPK thì nó khác, nhưng mà trong phần spam ải này thì kiểu đếch gì chả có cái tỷ lệ mà con ứng long này nó được phệt một vài phát đúng không? Ai ngờ đâu mình spam đúng 5-6 lần gì đấy thì nó qua thật anh em ạ. Đủ sát thương ngay. Đấy, hợp lý luôn anh em ơi. Ok, lá phết. Đấy, có em ứng long này chỉ cần level 1 thôi vào spam gây ra 350% sát thương cái, đủ luôn. Thế là có thêm 30 mấy cái bình ấy. Thế là bây giờ mình có thể là đủ rồi này, 30 này. Ồ, 30, đây là 29 rồi nhá. Đỡ bị mất 27 giây này nó phí. Đấy, mình tính chuẩn luôn anh em. Còn 24 giây nữa thì đừng dùng cái bình ấy, nó phí lắm. Đấy, một bình 5 phút mà dùng 24 giây thì hơi phí nha. Đấy, chuẩn bị lên cây 15 rồi. Thì đấy, trong phần mạo hiểm này anh em nào cũng bị thiếu cái sát thương giống như mình thì hoàn toàn có thể sử dụng cái mẹo đấy nhá. Để chăm chỉ tí cũng được, thay đổi em đồng hành thì đấy. À, kiểu gì cũng đủ sát thương để vượt qua thôi. Ok la, chuẩn bị thôi. Đấy, lên là tiên thủ 15 rồi này anh em này. Hết quy nha. Ok, tiếp tục nè, tăng thôi, giải nhiệm vụ này. Wow, 28 ngày nữa thì mình lên được tiên thủ 16 và bây giờ là 6248 đào để mình xả luôn nhé. Trước khi đấy thì mình sẽ vào đây mình để vào hoặc, bởi vì là trang bị nếu như mà có yêu lực tăng lên mà liên quan đến liên bạo thì chắc là mình cũng cần phải lấy. Mấy hôm nay mình chẳng build liên bạo mấy, thành ra là đi boss với các thứ bắt đầu thọt hơn tí à. Né này, né kháng liên kích à. Nhưng mà chơi kiểu này anh em nhìn kiểu nó bị cú vai trưởng lên nhiều, món trang bị lực chiến cao hơn rất nhiều, nhưng mà đếch phải món mình cần đấy, thành ra là vẫn phải tách. Tách thôi. Ô đây này, có món bạo kích này anh em ơi. Bạo kích thì phải chuyển về cái nguyên thể của nó phát. Đấy, mới có 1.1 ức này. Bạo kích đấy, tăng vèo phát kha khá luôn anh em ạ. Giờ mình sẽ tiếp tục chuyển sang phần âm thân nhé. Vì chuyển sang môn phái này lực chiến của mình là cao nhất, thì khi mà ra những cái món trang bị tăng sang bên bạo kích thì nó sẽ nảy một con số quá ngon luôn, là đột phá luôn anh em ạ. Liên kích này, đó, ngon luôn. Chuyển sang nguyên thể, liên kích đấy, tăng nhiều luôn anh em. Uầy, ở đây có món choáng kháng choáng này anh em ơi. Ui, nhưng mình cay bọn né lắm, cho nên là cái choáng này thì mình chỉ lấy kháng né thôi nhá, thôi đành phải tách thôi. Ở đấy, ví dụ như món này ngon này, choáng kháng né, nhưng mà để mình xem là âm thân là cái gì. Ok, đang ở âm thân đúng không? Choáng kháng né, ngon lành nha, nhìn chỉ số chính xác này, thay. Uầy, né kháng phản công thì thôi vứt. Ồ, thêm món hút máu, nhưng mà mỗi tội nữa lại kháng hút máu, mình đang cần hút máu kháng choáng à. Có bạo kích này, ngon. Chuyển về nguyên thể anh em ơi. Bạo kích, ui. Tăng phát 608 phản này. Ủa, cái gì đấy? Sao lại bạo kích lòi ra là món choáng nhỉ? Nhiều kiểu gì luôn anh em ạ, chắc là nhặt nhầm. Ở Canada với cả trưởng luôn, làm tăng 600 vạn yêu lực được cái chứ. Choáng nhưng mà khá phản công, tách thôi. Đấy, lý do tại sao anh em thấy yêu lực của mình thọt đúng không? Vì có rất là nhiều món trang bị mà mình có thể là tăng được yêu lực, nhưng mà nó đích đúng kiểu như là choáng kháng né hay là hút máu kháng choáng thì mình sẽ không lấy nha. Phản công thì tách thôi. Liên kích kháng né này. Uầy, về bên nguyên thể xem là cái món đấy nó có tăng được yêu lực không. Có luôn này, tăng luôn nhỉ, nhặt ngay anh em ạ. Né kháng choáng vứt luôn này. Phản công lại tách thôi. Yêu lực tăng nhưng mà khác phái, phải tách biết làm sao bây giờ. À, liên kích à, ôi ngon này. Lại thêm một liên kích là tuyệt vời đấy.
Đấy rồi, ui tăng tận 416 vạn, ngon quá nhở. Cái level này 317 mà lâu lắm mình có build liên kích bạo kích đâu. À, tiếp tục là bạo kích nè. Ủa, tắt này ra liên bạo nhớ nhở. Nhận là liên bạo nó cứ ra liên tục ấy. Đấy, tăng thêm đồng tí anh em ạ. Ui giời ơi, 70k. Tiếp tục là món bạo kích nữa này. Tăng khá là nhiều lực anh em nha. Ui, ngon đấy. Nguyên thể xem nào. Đây rồi. Ôi ui, chứng tỏ hôm nay mình vừa cũng lấy được một cái món level 353 mà sao yêu lực tăng ít thế. Chán nhỉ. Cứ tưởng là bú được ác nhưng mà cũng lên được 1,47 ức anh em ạ. Ôi, đây là nhiều yêu lực phết anh em ơi. Mới xả có hơn 1.000 đào thôi mà môn phái liên bạo của mình là cũng lên được khá khá rồi anh em nhá. May quá. Tiếp tục là phản công thì lại phải tách thôi. Ui vãi nháy, 607 vạn nhưng mà né. Ui tiếc thế. Tiếp tục là phản công lại phải tách thôi. À liên kích này. Ui tăng nhiều yêu lực đấy. Nguyên thể cho vào luôn. Rồi kìa, ảo ma Canada thế nhờ. Cú vai cả trưởng anh em à. Hút máu nhưng mà lại là kháng bạo, tạch luôn. Hút máu, ui 600 vạn nhưng kháng liên kích anh em ạ. Ui choáng kháng liên kích. Ơ nhưng món cũ của mình cũng choáng kháng liên kích. Ui tội gì mà không thay nhỉ. Ôi nhưng mà khoan á, để mình xem. Mình đã ở âm thân đúng rồi này. Ui lấy luôn anh em ơi, 523 vạn nó cũng ngon đấy chứ. Ồ về 1,58 mức rồi anh em ơi. Ở đấy mà ra thoáng kháng né thì ngon hơn, nhưng mà vì món cũ của mình nó cũng là kháng liên kích mà, đã lấy luôn thì còn gì nữa. Quay cái choáng kháng choáng cay thế nhỉ. 3,6, ui nhưng mà cái này có 4,2% này. Đây này, quan trọng là cái chỉ số nó tăng lên nhiều này. Thôi lấy luôn anh em ơi. À anh em ơi, mình vừa mới chuyển trong phần auto sang phần đồng thời rồi. Mình cảm giác là để phần hoặc này, cái tỷ lệ ra đồ nó cứ bị thế nào ấy. Nó không kiểu như là tập trung vào hai môn phái mình cần ấy. Nó cũng ra choáng chứ các kiểu ấy, nhưng mà nó toàn ra mấy cái kháng gì linh tai anh tinh ở đâu ấy. Nên mình chuyển sang chơi nó chuẩn luôn bên choáng anh em nhá. Ui, mãi đến tận đặt còn 3.000 đào thì bắt đầu mình ra thêm một món hút máu kháng choáng chuẩn bài anh em ơi. Thế thì phải thay cho Dương Thần ngay thôi. Đây rồi. Không biết tăng được bao nhiêu. Ui dồi, 791 thôi á. Khá đấy nhỉ. Thế mà ở bên này nó tăng nhiều thế ta. Ô, thì chứng tỏ là bên một phải choáng của mình đã bị thòn được chiến cái món đấy đấy. Thế là ra thêm một món nào nữa mà chuẩn bài khoáng khá né. Đấy nữa là yêu lực của mình lên nhiều ấy anh em ạ. Ok ạ. Ra hai món hút máu liên tục này. Cú ấy nhỉ. Choáng phải ngon hơn không? Trời ơi, nó không được. Hút luôn. À, cái này kháng chó bị giảm đi nha. Nhưng mà tỷ lệ hút máu lại tăng lên, với cả chỉ số bên này tăng lên. Được. Ui, ngon này anh em. Được độ rồi anh em ơi. Thay đúng cho cái món kháng liên kích này. Choáng kháng né luôn. Ui, tuyệt vời mới tội là. Ui, nhạy bén giảm đi một tí, tiếc thế. Nhạy bén của mình đang thấp mà lại bị giảm đi cú quá nhỉ. Rồi, cái thay luôn, bởi vì kháng né mà 69% là ngon đấy chứ. Thằng luôn. Phê quá nhỉ, lúc nãy vừa lấy cái món kháng liên kích đi xong bảo ô lạc quẻ cho cái món kháng liên kích đấy. Chắc là như bộ trang bị choáng của mình là full 12 món là đều kháng né này anh em nhé. Nếu như mình nhớ không nhầm là như vậy đấy. Để mình check qua nào. Kháng né này. Né tiếp này. Ok này. Ố, choáng kháng choáng à. À lại lòi ra cái đấy kháng choáng anh em ạ. Cú vai là vẫn 11 trên 12 món. Bây giờ phải kiếm thêm món đấy nữa nhỉ. Đây này, cái này là cái gì, cái đai à. Linh khư. Đấy, choáng kháng né vẫn là chuẩn bài luôn. Để mình xem nào. 228% à. Thế mình sẽ đeo thêm cái phần bật cưỡi nữa. Thế lên được bao nhiêu rồi? Lên được bao nhiêu rồi? Ồ, vẫn là 269% anh em nhá. Giống y như ngày hôm qua luôn. Không sai sót một tí nào. Ảo thật đấy. Xong, cuối cùng thì cũng hết hơn 6.000 đào anh em ạ. Úi dồi ôi. Thì đây là tất cả những gì mà mình có được sau khi xả 6.000 đào đấy. Thì đây là 1,66 ức ở bên 1,4. Còn một phần hút máu của mình thì nó đâu đó là 1,43 ức này. Còn bên liên bảo của mình là 1,52 ức anh em nhá. Ok. Bây giờ môn phái choáng của mình thì mình sẽ đi thử cái hoạt động là leo bí cảnh lục đạo tí xem như thế nào. Bởi vì mấy cái kia thì mình đánh hết rồi. Tiến thử tí. Ok. Mình có thay em hoàng đế ở đây nhưng mà cũng hên xui. Hiệp choáng hiệp không, đặc biệt là mấy con boss này nó cái chỉ số kháng choáng các thứ khá là cao. Tiến luôn nha. Múc. Ôi không choáng. Con boss này đánh phu bản ấy. Mấy con quái này nó có kháng choáng thì thỉnh thoảng những cái ải nó kháng cao, thành ra không phát huy được tối đa hết tất cả những cái tác dụng. Nếu như mà để nói môn phái mà đi vượt ải ngon này cái nào nhất thì có lẽ mình thấy là môn phái phản công rồi anh em ạ. Ngon. Rồi dào sát thương. Rồi mày dính choáng chưa? Mày dính choáng chưa? Dính choáng phát là chu tước nó quệt quả đau phết anh em nhỉ. Rồi. Coi. Ai, nói chung là tích lũy đào lại thì xả hơi mất thời gian đấy. Qua tích lại để làm video cho anh em xem là cái việc xả đào đấy mình lấy được bao nhiêu món trang bị.
Nếu như mình không tích ấy, mình xả một lượt trong một video đấy để quay cho anh em ấy, thì anh em sẽ không thể nhìn thấy được là cái sự thay đổi ấy. Cho nên là mình mới tích lại tầm 5-6 nghìn, nhưng mà xả lâu thật, mấy tiếng đồng hồ này, cũng đùa được. Thôi khuyên anh em, nếu như chơi bình thường không phải làm video thì anh em cứ xả đi nhá. Chỉ trừ khi nào mà cây chuẩn bị lên cây mới, level mới, 1-2 ngày cuối thì anh em tích lại thôi. Đấy, vẫn nhắc nhở như anh em nào tân thủ là như vậy nhá. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nhá. Nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá.